Du hành xuyên thời gian về quá khứ sẽ tạo ra những nghịch lý khiến tất cả những bộ óc siêu phàm đều phải đau đầu. Nếu một người đã thực sự du hành về quá khứ, tuy nhiên, anh ta gây ra một tai nạn khiến ông nội của anh qua đời. Và đây là lúc nghịch lý xảy ra. Nếu ông nội qua đời, thì hiển nhiên cha anh ta cũng không tồn tại. Đương nhiên là anh ta cũng vậy, nhưng nếu anh ta không tồn tại, thì ai là người đã quay về quá khứ và khiến ông nội phải chết? Nghĩa là ông nội vẫn sống, anh ta vẫn tồn tại, và vòng xoáy ấy tiếp tục lặp lại. Trên thực tế, lý thuyết về du hành thời gian, cụm từ nghịch lý ông nội được dùng chung cho những hành động, khiến cho việc xuyên không về quá khứ từ đầu là không thể. Ví dụ, một nhà bác học sáng tạo ra cỗ máy thời gian, tự quay về quá khứ và giết chính mình. Nhưng nếu ông chết trước khi tạo ra cỗ máy, tức là cỗ máy thời gian không tồn tại, vậy thì lấy ai quay về để giết ông? Một nghịch lý gây rối não hơn nữa là nghịch lý tiền định. Hiểu đơn giản, nghịch lý này có nghĩa là tất cả những sự kiện trong quá khứ đều đã được định sẵn không thể thay đổi, và các tác động của tương lai chỉ góp phần hoàn thành quá khứ ấy. Ví dụ, B quay về quá khứ để cứu bạn của anh ta bị tai nạn giao thông, nhưng rồi khi lấy xe chạy đến nơi tai nạn xảy ra, B lại đâm vào chính người bạn của mình, khiến người bạn ấy qua đời. Hay nói cách khác, người gây ra tai nạn chính là B trong tương lai, trong khi bản thân B trong quá khứ thì luôn mong mỏi được xuyên không để cứu bạn. Nghịch lý này cho thấy, nếu một người du hành thời gian được, chứng tỏ bản thân người đó đã từng ở trong quá khứ, và sự tồn tại ấy có ý nghĩa quan trọng để hình thành nên tương lai. Nhưng như vậy câu hỏi đặt ra là, nếu như B không tìm cách cứu bạn ngay từ đầu, thì vòng lặp ấy không bao giờ xuất hiện. Vậy nên rõ ràng, quá khứ không phải thứ có thể tùy tiện xâm phạm. Một nghịch lý không kém phần rối não khác là nghịch lý nhân quả. A về quá khứ với ý định tham quan, và vô tình ngân nga một giai điệu của nhạc sĩ B trong tương lai. Tình cờ, B nghe thấy và viết ra chính bài hát đó. Vậy ai mới là tác giả của bài hát, và giai điệu ấy thực sự có nguồn gốc từ đâu? Nhà vật lý người Mỹ, Joseph Ponchinsky, từng nêu ra một nghịch lý thời gian như sau. Một quả bóng chui vào lỗ sâu, và chui ra ở đầu bên kia tại thời điểm quá khứ, vừa kịp lúc va vào phiên bản hồi trước của mình, và ngăn không cho nó chui vào trong lỗ sâu. Nghịch lý Ponchinsky này rất được các nhà vật lý khác nghiêm túc cân nhắc, đặc biệt là bởi nó dựa hoàn toàn trên các quy luật chuyển động, không dính dáng gì đến những thứ khó đo lường như ý chí tự do, thế nên giúp các nhà khoa học có thể nghiên cứu lời giải cho nghịch lý một cách logic hơn. Nhiều chuyên gia đã sử dụng những nghịch lý này làm minh chứng cho việc xuyên không về quá khứ đơn giản là bất khả thi, bởi vì nếu mâu thuẫn không thể giải quyết, sự xung khắc giữa không thời gian có thể khiến toàn thế giới sụp đổ. Đó là lý do Hawking đưa ra ước đoán bảo vệ trình tự thời gian, cho rằng các quy luật vật lý cấm một thực thể vĩ mô du hành xuyên thời gian. Muốn du hành như thế, cần nhảy vào lỗ đen và ngay lập tức bạn bị nghiền nát thành các hạt cơ bản, thông qua lỗ sâu và phun trào ra ở một lỗ trắng tại vùng không thời gian khác. Như vậy, chỉ các hạt cơ bản mới có thể du hành xuyên thời gian, bất cứ một thực thể nào muốn giữ nguyên trạng thái ban đầu để đến vùng không thời gian khác là điều không thể. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng như các nhà văn khoa học viễn tưởng đã đưa ra khá nhiều giải pháp để giúp giải quyết các nghịch lý du hành thời gian. Giả thuyết bất khả thi. Du hành thời gian là điều bất khả thi bởi vì nó sẽ tạo ra nghịch lý, mà nghịch lý là thứ không thể tồn tại được. Giả thuyết tự phục hồi, hay còn gọi là bảo toàn dòng thời gian. Nếu ta thay đổi một sự kiện nào đó trong quá khứ, lập tức sẽ có một số sự kiện khác xảy ra bù vào, đảm bảo rằng hiện tại không bị thay đổi. Giả thuyết đa vũ trụ. Mỗi lần có sự kiện nào trong quá khứ bị thay đổi, thì một vũ trụ song song hay dòng thời gian mới sẽ được tạo ra. Dòng thời gian và vũ trụ cũ sẽ vẫn tồn tại, song song với dòng thời gian mới và vũ trụ mới. Giả thuyết dòng thời gian bị xóa bỏ. Mỗi lần một sự kiện trong quá khứ bị thay đổi, sẽ có một dòng thời gian mới được tạo ra, nhưng dòng thời gian cũ sẽ bị xóa mất, khiến cho chỉ tồn tại duy nhất một dòng thời gian. Dù là giả thuyết nào đi nữa, thì câu chuyện về du hành xuyên thời gian vẫn còn là câu chuyện viễn tưởng. Câu hỏi về không thời gian vẫn là câu hỏi lớn nhất của nhân loại. Chỉ khi chúng ta hiểu rõ bản chất của không thời gian, chúng ta mới có được câu trả lời cho ý nghĩa của mọi sự tồn tại. Cảm ơn bạn đã xem, đăng ký để không bỏ lỡ những điều thú vị từ chúng tôi. Giúp đỡ chúng tôi bằng cách chia sẻ video này đến bạn bè của bạn. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.